Quý vị thân mến, nói về sáng tác đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, các nhà văn, biên tập viên của tạp chí Văn nghệ Quân đội đã giới thiệu đến độc giả nhiều tác phẩm hay, trong đó có tập truyện ký Năm tháng nhớ thương là tập hợp những tác phẩm xuất sắc về vùng đất Tuy Hòa, Phú Yên do nhà xuất bản Văn học xuất bản. Những truyện ngắn trong Năm tháng nhớ thương được coi như những gạch nối góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ ngày hôm nay. Qua những chia sẻ của nhà văn Phùng Văn Khai, một trong những nhà văn tâm huyết với đề tài chiến tranh cách mạng, hy vọng quý độc giả sẽ hiểu thêm về mảnh đất Phú Yên kiên trung và hiểu hơn về những mất mát máu xương của ông cha ta. Bài bút ký xuất sắc về một vùng đất, đó là vùng đất Phú Yên, vùng đất Tuy Hòa lắng gió, và cũng là một vùng đất cách mạng kiên trung, được trưởng thành, được rèn luyện qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tập sách là những câu chuyện chiến đấu dũng cảm, là những tấm gương, những gia đình liệt sĩ, những hình ảnh cao đẹp nhất của bộ đội Cụ Hồ trong thời chiến, trong thời bình, và nhất là những sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân. Tập sách Năm tháng nhớ thương giống như một lát cắt sâu sắc, bình dị nhưng cũng rất đẹp. Chúng tôi với tư cách là những người viết văn quân đội thường xuyên đi thực tiễn, đi điền dã, đi học hỏi, học tập, gặp gỡ các nhân chứng, đi ghi lại những dấu son lịch sử, đi tìm hiểu những sự hy sinh mất mát của các vùng đất cách mạng, để từ đó thực hiện những tập sách để phục vụ lại nhân dân, phục vụ bộ đội. Cuốn sách Năm tháng nhớ thương đã để lại dấu ấn hữu ích với bạn đọc trong toàn quân và cả nhân dân các vùng miền. Năm tháng nhớ thương cũng còn là những kỷ niệm sâu sắc của các nhà văn mặc áo lính với đồng đội, với đồng nghiệp ở các vùng miền. Chúng tôi luôn ý thức sâu sắc rằng để có được cuộc sống thanh bình hôm nay thì sự hy sinh của những nhà cách mạng, của lớp người đi trước, đặc biệt là một người chiến sĩ và nhân dân các vùng đất cách mạng ác liệt như Tuy Hòa, như Phú Yên, như các vùng đất khác của giải đất miền Trung, miền Nam thân yêu của chúng ta là vô cùng quý giá. Những sự hy sinh đó khi được ghi vào những tập sách như tập sách Năm tháng nhớ thương đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đã góp phần để thế hệ trẻ hôm nay hiểu biết hơn về những mất mát máu xương của cha ông ta, về những đóng góp vô bờ bến của cả những tầng lớp cách mạng. Những tập sách như Năm tháng nhớ thương chính là ghi lại, đọng lại niềm tin, đọng lại nghĩa tình thảo thơm của nhà văn quân đội với nhân dân, của nhân dân với nhà văn quân đội. Đó cũng là những điều mà chúng tôi luôn hy vọng và phấn đấu trong suốt cuộc đời làm văn, làm báo của nhà văn chiến sĩ.